chào cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng ngày hôm nay là 14 tây tháng 7, ngày 27 âm lịch, đi chợ Chầm Hổm gặp cậu bé nè cô chú. Dạ con quay chợ Chầm Hổm. Chào cô. Hôm nay rất là vắng thưa cô chú. Thuốc dồi đó mình trồng á bà. Cái này là nó trị ho đúng không bà? Nó trị ho đúng không? Trị ho, trị bệnh phổi nè. Dạ. Con quay chợ Chầm Hổm. Chợ này chợ gạch Gò Bé. Chợ Gò Bé. Chợ này chắc lâu rồi ha bà? Lâu rồi. Chú ở đâu quay đây ạ? À? Nhà con kế bên đây nè. Dạ hả? Dạ. Quay này đưa lên đài hay gì? Đưa lên YouTube. Dạ. Cho người ta xem. À. Ta nhớ về cái nét chợ quê. Chợ quê. Yeah. Một lọn như là mình bán nhiêu bà? Có 3.000 à. Dạ. Gọi lời không? Lời được 500. Lời được 500. À. Bây giờ mà còn lời được 500 nữa ha. À. Sao? Sao không gán được 1.000 ta? Ôi ơi. Hai bó là được có 1.000. Sẵn ngồi đây bán có này có kia luôn vậy đó. Dạ. Kiếm cá chút. Còn cái này là cái lá gì vậy? Này hả? Lá dứa. Lá dứa. Dạ. Còn cái này lá cách nè. Lá cách ăn bánh xèo á. À, lá cách ăn bánh xèo. Chợ này chắc cũng dài cái cây số à. Dài lắm, tốt chẳng. Tại nhóm có hai bên gì à. Thành ra nó dài. Con thấy bán buổi sáng nhiều, buổi chiều ít. Sáng có, chiều còn có mấy người trong đó, trong nhà nó bán hơn. Chiều cũng ít người ta đi nữa, còn có dân công ty nó đi về, nó mua đồ ăn rồi tỉnh. Người bán cá thì trong nhà đó tự mặt quá rồi à. Mấy tôi ngồi đây chiều nghỉ hết rồi. Rồi mình bán gì mình có góp chợ không? Không. Không. Tại vì cái chợ này trước mấy ổng tính giờ xuống cả sau đó. Rồi giờ dưới mới rồi. Rồi đằng này không có đi. Rồi giờ không có ai góp. Dạ. Yeah. Chứ bà bán một lọn rau mà lỡ 500 đồng rồi góp nữa tiền góp. Đâu ăn. Không, lúc trước chợ tôi về có góp. Dạ. Góp tôi vậy là góp 3.000. Bữa chợ là 3.000. Rồi giờ muốn trả sao chứ mình không xuống. Mình giờ bán ở đây lén lúc bán chứ. Lúc trước mấy ổng cũng lại đuổi hoài. Đuổi đi chứ bán. Nói cho bán gì tiền đâu đi xe. Cái thân không biết chạy xe nữa. Rồi sáng ai chở bà ra? Ừ. Sáng ai chở bà ra đây bán? Đi bộ. Nhà bà gắn đây ạ? Nhà trong này trên cây số à. Dạ. Nó bỏ ra. Trời ơi. Quay lên như tất cả lại như vậy. Dạ. Con chào bà. Chào bà. Con chào bà. Chào bà. Thôi lan không bị không sao. Chào bà.
cho ông cụ ơi. Cụ ra lấy. Ồ, phải mì không mà thôi đi. Bẻ hết trơn rồi. Gần bánh ít không? Không. Nổi rồi. Rồi em chào bà, em chào bà nha. Cảm ơn nha bà. Dạ. Đây con muốn, bào. Mấy gà nè. Dạ. Cá này văn lưới hả chị? Ôi cá mày dính. Con này giống con cá chèn quá chị. Cá chèn á. Ồ. Cá to quá trời luôn. Chèn. Quay gì em quay ra đồ ăn. Bán vé số mà để gì đó dễ thương không? Đó. Đó con nào thương ủng hộ bà. Quá trời bánh luôn. Rồi đây bán xôi với bán khoai. Này bán rau. Mình đi dài xuống chợ dưới kia. Chắc có cây số đó các bạn. Ở đây cặp cái bờ sông. Đây là bờ kênh. Bờ kênh Gạch Gò Bé. Giờ này nước lớn chảy vô, nước cồng chảy ra. Sáng ngày hôm nay thì em bị khan tiếng rất là nặng. Rồi cố gắng kiềm nén lại những cơn ho để chia sẻ với quý anh chị. Dạ, con quay phim chợ Chùm Hổm. Dạ, tại đang than cô ơi. Ở đây là hết rồi đó. Đây có bán thịt heo. Vừa một cái sạc rau nữa. Ủa rau đây tươi quá. Ở đây có bán cá. Lương. Chợ hôm nay hơi vắng nha cô chú anh chị. Giờ này gần 7 giờ sáng thôi. Rất là sớm luôn. Này. Chợ quá đông luôn ấy. Từng ngày em thấy đông lắm mà chị. Ồ, không đông ha. Giờ này uống phê chưa hả? Giờ này là uống phê chưa rồi. Ở đây chị bán cơm tấm nè. Cơm tấm đi. Quay chợ Chùm Hổm. Chợ Chùm Hổm ra vào chợ.
Bán rất là đầy đủ món ăn nữa các bạn, có hay quay luôn. Về nha cô. Dạ. Về bye. Cây cầu gạch Gò Bé thuộc thành phố Long Xuyên đi chị, đi về tới phía kia có sạp rau, ở khu vực ngoài này thì có bán đồ ăn nè, gồm bún cháo gì này, sáng thì có cháo lòng, bún hủ tiếu mì. Nhưng bù lại là cái không khí với cái cảnh rất là đẹp. Đây là cầu gạch Gò Bé nè cô chú anh chị. Mấy chị ở đây vui lắm. À. Rồi xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Cô chú anh chị các bạn xem video nhớ bấm đăng ký kênh, chia sẻ giùm em. Buổi sáng ngày hôm nay mây rất là đẹp luôn cả nhà. Cái đám mây kìa. Quá trời đẹp luôn. Rồi em chào cả nhà nha, chúc cả nhà sức khỏe.